truy cập ngay mua roblox.vn nếu bạn đang có nhu cầu nạp Robux giá rẻ, cũng như cày thuê các tựa game hot nhất hiện tại trên Roblox, uy tín, nhanh chóng và chất lượng. Bạn lựa ngay tại mua roblox.vn nhé. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình. Sáng ngày hôm nay một buổi sáng rất bình thường, và hôm nay mình đang có tâm trạng và năng lượng khá là tốt để vào quay clip cho bạn xem. Thì đùng một phát các bạn thấy rồi, thì thời gian mình đang quay cái video này là 8 giờ 50 phút sáng, và cái tình trạng này nó bị cách đây khoảng tầm 2 tiếng rồi, 5-6 giờ gì đó. Khi bạn truy cập vào roblox.com nó sẽ bị như vậy, và cái tình trạng này xảy ra rất thường xuyên. Và cái vụ lớn nhất là cái đây tầm nửa năm, hồi tháng 10 hồi Halloween đó các bạn, khiến cho người chơi không truy cập được vào Roblox. Khá là khó hiểu, tại vì một công ty càng ngày càng nổi tiếng, càng giàu có như Roblox thì lại càng bị vấn đề này. Nếu bạn có nhiều trang mạng xã hội, điển hình là Twitter, nên xài Twitter nha bạn. Trên Facebook cũng có trang của Roblox, nhưng hầu như những thông tin này thì sẽ không cập nhật. Follow những trang thông tin như vậy nè, như trang blog CNews nè các bạn, 637.000 người follow ha. Thì cái trang này nó luôn cập nhật những thông tin từ nhỏ tới lớn liên quan tới Roblox. Bài viết cách đây 2 tiếng nè, một số người chơi sẽ có vấn đề xảy ra khi truy cập vào game, cũng như là có một trang web để theo dõi tình hình, đó là trang status.rolox.com. Khi nào nó bị màu vàng hoặc màu đỏ là server đang có vấn đề. Những thông tin này mình cung cấp cho những bạn nào chưa biết, để chúng ta không bỡ ngỡ, chúng ta không có luống cuốn. Lúc đó các bạn sẽ biết mình nên tìm ở đâu. Nhắc lại ha, chúng ta sẽ có hai trang, một là status.rolox.com, khi nó màu xanh lá cây thì mọi thứ bình thường, và trang Twitter thì có thể các bạn follow cái trang blog CNews này. Rồi thì thường những vấn đề này chỉ diễn ra từ 1 tới 2 tiếng thôi, cho nên mình làm video nó không dài. Muốn thông báo tới bạn như vậy, sẵn ké luôn một video quảng cáo. Đơn hàng đồ chơi Roblox toy mới của mình đã về tới nơi, và mình sẽ đăng bán dần lên trên Shopee. Link Shopee mình để ở dưới cái phần mô tả video. Đồ chơi chính hãng này mình bán nó hơn 3 năm rồi. Như video bạn thấy mình khui thử vài hộp cho bạn xem. Một hộp đồ chơi được coi chính hãng khi mà nó có code, và tùy theo từng nhân vật của từng series, các bạn hãy nhập cái code đó vào. Bạn nhập code thì sẽ nhận được một vật phẩm cho avatar của mình. Cái đoạn video này mình chỉ khui 3 hộp tượng trưng thôi. 3 hộp đồ chơi tương đương với 3 cái code, thì mình sẽ lên kế hoạch để giveaway cho 3 bạn may mắn nhất. Theo dõi cái channel này. Rồi một thông tin cuối cùng mới là ngày mai ngày 5 tháng 5. Những ngày trùng như vậy thì trên các trang thương mại điện tử Lazada, Shopee, Tiki, nó gọi là siêu sale, và khi mua hàng các bạn sẽ có được những cái mã reship mà giảm giá này kia. Nên nếu các bạn muốn mua thì vào ngày mai là một cơ hội khá là tốt để các bạn mua đồ có thể giảm được chi phí. Rồi hy vọng Roblox sẽ fix sớm để chúng ta có thể quay lại chơi game, và mình có thể quay video game cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Xin chào.